Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trở lại kênh vlog của mình là Phú đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn cái cách làm sao giúp cho các bạn có thể cài được cái Windows 7 lên trên cái máy ảo VirtualBox nha. Rồi đầu tiên chúng ta cũng mở cái phần mềm VirtualBox lên và chúng ta sẽ new một cái máy mới. Rồi ở đây mình sẽ đặt tên cho nó là Windows 7 đi ha, Windows 7. Rồi đây mình sẽ cài cái Windows 7 32 bit thôi cho nó nhẹ ha. Rồi bấm next. Cái này RAM mình để cho nó khoảng 2 GB đi, chạy cho nó khỏe. Rồi next. Rồi cái này chúng ta chọn Virtual Hard Disk, rồi chọn Create, rồi chọn Virtual Hard Disk ha, Next luôn, rồi bấm Next. Rồi cái này ổ cứng để 32 GB được rồi, chọn cho lưu lại đi. Đây ổ đĩa D ha, rồi mình lưu lại trong này, rồi nhấn Save, rồi sau đó mình nhấn Create. Đó, thì nó tạo cho mình được cái máy ảo Win 7 thế này rồi. Rồi bây giờ mình sẽ vào setting cài đặt một số cái nhé. Ví dụ như là system này, chúng ta cho cái processor này nó 2 nhân đi, cho nó mạnh mạnh tí. Rồi cái display này chúng ta để cái màn hình nó khoảng 128p đi. Rồi storage, cái chỗ đĩa CD này mình sẽ đưa cái file ISO Windows 7 32 bit vào. Các bạn nhớ chuẩn bị một cái file ISO Windows 7 nha. Các bạn chờ xíu nha. Rồi đây. File ISO Windows 7 32 bit của mình đây này. Open ra. Rồi sau đó mình nhấn OK. Rồi, sau khi đã cài đặt xong tất cả mọi thứ, mình sẽ nhấn nút Start cho nó khởi động máy lên. Đấy, đang khởi động máy lên đó các bạn. Rồi, nó đang load vào cái bộ cài đặt của Windows 7 rồi này. Đó, ngon lành ha. Lớn rồi đi. Cho nó vào cái chế độ Adjust Windows Size. Đấy, này để cho nó gọn gàng. Rồi, theo mình để mặc định luôn, bấm Next ha. Rồi chọn Install nào. Rồi, ở trong đây của mình có rất là nhiều bản, thì mình sẽ chọn bản Ultimate là bản cao nhất ha. Rồi mình nhấn Next. Chọn I Accept này, Next luôn. Rồi chọn Custom Advanced. Cái này ổ cứng của mình lúc nãy mình tạo mình chưa chia ra ha, giống như là cái máy tính mới ráp vậy đó, thì nó chỉ có một ổ cứng. Bây giờ mình sẽ phân vùng nó ra bằng cách là chọn Drive Option này, mình New một cái ổ rồi mình cài Windows. Thì ở đây mình sẽ chia thành một ổ thôi ha, chia thành một phân vùng thôi, tại vì cái phân vùng là cái ổ cứng này nó dung lượng nó không có nhiều, nó chỉ 32 GB, cho nên mình để một phân vùng thôi. Mình giữ nguyên, mình nhấn Apply. Rồi OK. Rồi, sau khi xong, mình sẽ nhấn Next để cho nó cài lên ha. Đấy, thì bây giờ cái việc còn lại là chúng ta ngồi chờ thôi. Đấy, nó sẽ copy những cái file cần thiết vào. Sau đó nó chạy những cái bước này ha, những cái bước này. Chạy xong thì nó sẽ vào trong Windows cho chúng ta thôi, rất là đơn giản. Rồi, bây giờ chúng ta cứ ngồi chờ ha, hoặc là đi làm việc gì đó. Đến lát nữa nó xong thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn nhé.
Rồi sau khi mà nó chạy một hồi ấy, thì nó cũng cài xong và nó đến cái giao diện thế này, thì các bạn sẽ cho nó một cái tên, tên user vào đây. Ví dụ như mình đặt tên là Win 7 đi ha, Win 7 đi. Rồi nhấn, các bạn có thể đặt tên cho cái máy của các bạn luôn nha, đặt tên cho máy của các bạn luôn. Ví dụ mình đặt tên là Win 7 luôn đi. Win 7 x64 nha. Rồi mình nhấn Next. Rồi cái này các bạn có thể đặt password vào ha, còn không đặt thì thôi, nhấn Next luôn. Rồi cái key này nếu các bạn có key bản quyền thì các bạn nhập vào, còn không có thì thôi, mình bỏ qua cái bước này. Rồi chọn Add Me Later ha. Chỗ này chúng ta sẽ chọn cái mục là Hà Nội, Bangkok, Jakarta nha. Đây. Rồi, cài đặt ngày tháng năm cho đúng. Sau đó nhấn Next ha. Rồi này mình chọn Public luôn. Rồi thì các bạn vừa nghe thấy tiếng chuông khởi động của Windows 7 ha. Đó thì chúng ta đã cài xong rồi đó. Tất cả mọi thứ đều ok hết rồi các bạn. Ngon lành hết rồi ha. Đây cho các bạn coi luôn. Đó. Ngon lành hết rồi nha. Đấy. Windows 7 Ultimate Server Pack 1 ha. 32 bit đây. Đấy. Rồi ok, thì mình đã vừa cài xong cái Windows 7 32 bit lên trên cái máy ảo ha. Đó thì cái video này mình xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.